few minutes later. Có chuyện gì vậy? Chị ơi! Gãy, có bị gãy cái gì không? Gãy sống mũi hả? Trời đất ơi là trời. Em thấy chị tán vô cái banh kim kim của con. Sao mày đẩy mày ác kiệt vậy mày? Trời ơi! Còn nó ác quá trời ơi, ác nó đất gì không? Ta nói cho chị, để cho chị có vài năm nữa đi sống với dưỡng lão chứ mày làm quá rồi có đi sớm á. Mày đẩy gì đâu mà mày, trời ơi, con Diễm Huệ mày bớt hiếu động nữa. Mày làm gì ở đây chứ nó thể đập xiếc đâu. Sao mày ngốc thế? Đời cái sẽ như vậy mà cuộc đời. Cái người này chị để em nhìn như một con điên. Ăn nói xà lơ nữa. Bây giờ một tuần Diễm có hai bữa mày cũng chưa chịu nữa. Bộ mày thất nghiệp mày mới vừa làm hả? Nhìn như một con ngốc nghê. À, hồi nãy nó kêu là một con điên. Mà nó kêu sao mà nhìn như một con điên. Giống cái bà gì mà em thích việc của anh, em thích việc của anh, việc của anh, việc của anh. Gặp Hường giới thiệu. Gặp Hường giới thiệu. Nói chuyện tiếng Việt không gành nữa liên phiêu. Lại thiếu nhi không? Hà Nội mùa nay chiều không muốn nữa. Hà Nội mùa nay chiều không muốn nữa. Phố vắng yên nghiêng cành cây cơ. Con sóng yêu theo một đêm nữa. Tình duyên mày tự mày hát. Em mới thèm trả lời anh rồi đỡ đi thăm vườn sầu riêng. Gió thổi tóc em bay theo con bướm trắng lừa quanh người. Tối nay mày làm mày hát mày lãnh 500 hả? Còn 50 vô, còn 50 có 50. Còn 50 đi, còn 50, còn 50 mấy thì là số gì đó. Mày thì đây, mày thì đây, mày thì đây. Anh chân bao má ơi má. Đồng bảo thật ẩm bao. Đồng bảo nghe ơi. Mày hỏi lại để làm lại nha. Anh chân bao, anh nói chơi đi. Má, ai đây? Mày ơi, ai mà chém cho mày ngọt quá chị? Má, chị với mày ác buồn quá. Mọi người không nghe em lên. Tôi đang là Dương Thảo Lan mà. Tôi đang là Dương Thảo Lan. Xin dừng xe. Mày hát
là mày kêu nó Ngọc, Ngọc bà nội thôi chứ Ngọc. Thưa quý vị, trong lời đặc biệt đầu tiên tới nay, mời quý vị lớp 80.000 đồng xin được đặt bước một vô bà con cô bác mình ngay bây giờ nha. Trời ơi, chúc mừng những khán giả quen thuộc. Dạ, rồi ở một lời này chúng ta có hai chủ nhân may mắn trong lời 3704, 3704 được ơi. Okay. Dạ, hợp lệ. Với cái con số may mắn số 6. Số 6 có 1. 18. Dạ, có 2. 24. Dạ, có 3. 6 chuột. Hợp lệ. Dạ, chúc mừng cho anh trai nha, còn chị gái số 6, 18. Dạ, có 2. 21. Dạ, có 3. 45. Dạ, hợp lệ. Đợi gì nữa, hai anh chị chia quà nha. Rồi, anh lấy gì? Hai đồ bữa ngọt rồi. Ừ, anh lấy thùng kem đi, còn chị? Không, chị đâu đi, đem tới đi gần hay tới xuống dưới nó tự thử. Rồi, ok. Bia, dạ, bia đi. Đó, dễ thôi. Anh hãy lấy nước ngọt đi. Lấy nước ngọt đi cho nó dễ. Với bia tính nó đâu có thông được đâu. Ok, ngay bây giờ trong lời tiếp theo xin được gửi bước một vô bà con cô bác mình trong lời đặc biệt đầu tiên tối nay với một lời đáp 30.000 đồng. Đúng rồi, thức suốt đêm mà. Ủa, nhỏ chưa kịp thổi luôn. Chưa kịp thổi luôn. Lại lại đi, lại đi, lại đi. Con. Dạ, em xin thổi lửa lên đi ạ. Rồi, thần lửa ơi, hãy cho bé một ngọn lửa vào dịp sinh nhật đi. Wow. Thần lửa ơi, một bên chưa có nè thần lửa. Thần lửa muốn bị chặt tay không? Rồi, được rồi. Rồi, con ướp đi, thổi đi. Sài Gòn đương thời và theo như là mẹ nói là con phải muốn là lên đây tổ chức sinh nhật bằng được luôn đúng không? Hai lần đúng không? Dạ. Yeah. Chị ơi, hai lần là một loại thức uống. Không, nó sữa như vậy đó. Tên của bé là Helen. 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 Con có muốn uống Henny can không? Ủa, lỡ. Nói nước khùng lên, nói xà lơ. Xà lơ. Sao mà là hay suối quá ha. Để cho, con có muốn nói về với mọi người nhân dịp sinh nhật không? Dễ hơn quá. Sao con? Cảm ơn chú lộn. Trời ơi. Mấy má này suối không tức trời kìa. Trời ơi. Thôi được rồi, coi như là con. Ừ, chú ơi, cảm ơn con nha. Trời ơi. Chú ơi, xong đây chú đua quá. Chú có tập thể hình. Rồi, chúc con là sinh nhật vui vẻ nha. Cố gắng học giỏi để trở thành niềm tự hào của ba mẹ và thầy cô nha. Rồi, sai. Bây giờ là món quà nữa nè. Quà. Đó. Bây giờ là nãy là bánh kem, còn cái tặng quà đó là cái hộp nha. Dạ, con bỏ cái bánh kem vô nha. Rồi, con bỏ. Rồi, đây, cảm ơn Helen nha. Happy birthday con. Rồi. Sao mà quá trời suối thì nó còn nhỏ, nó không biết gì chân mà suối. Gì mà có ai mà nhìn như vậy người ta bằng chú đâu. Vô đi. Không ai, ai thấy kêu, ai cũng kêu. Ai cũng kêu luôn kìa. Bớt tự tin rồi. Mở nửa bước đi ơi. Sophida, 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 sợ lắm khi yêu ai, tim dại khờ. Thì giống như là cái tâm mình hơi cao hơn bình thường đúng không? Tụi đi. Ừ, đập lại nè. Rồi